Thưa quý vị, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế vừa gửi công văn hỏa tốc tới Sở Y tế TP.HCM về việc kiểm tra việc cấp phát thuốc Molnupiravir trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng tại TP.HCM. Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đưa tin nhiều trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM không tiếp cận được thuốc Molnupiravir. Molnupiravir hiện đang được sử dụng miễn phí và có kiểm soát trong chương trình đánh giá chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ tại TP.HCM. Bộ Y tế giao Sở Y tế TP.HCM là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, tổ chức triển khai, nghiên cứu theo đúng đề cương đã được Bộ Y tế phê duyệt, phân bổ thuốc tới các cơ sở y tế trực thuộc để sử dụng cho các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà.